Kính chào tất cả các quý vị, tất cả các anh chị cùng tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị, tất cả các anh chị cùng tất cả các bạn đã trở lại với cái kênh Lữ Tài của mình tên Hạnh Nhật Tấn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho tất cả các quý vị, tất cả các anh chị về cái việc xem ngày tốt, ngày đẹp trong cái tháng 6 năm 2021 âm lịch năm Tân Sửu. Tức là mình đang coi ngày tốt, ngày xấu cho tất cả các công việc luôn. Mời tất cả các quý vị, tất cả các anh chị cùng theo dõi nha. Mời. Xin kính chào tất cả các quý vị, tất cả các anh chị cùng tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ nói về cái lịch ngày tốt của cái tháng 6 năm 2021 âm lịch năm Tân Sửu. Thì cái quyển này là quyển lịch nhật dụng năm 2021 nha các quý vị. Quyển này thì không có giao, quyển này là để tôi làm video thôi. Quyển này không có xuất bản ra cho các quý vị thỉnh. Nhưng mà đến cuối năm 2021 này thì tôi sẽ xuất bản cái quyển nhật dụng năm 2022 cho các quý vị thỉnh nha. Tại hiện tại bây giờ thì cái năm 2021 thì nó đang lỡ dở, cho nên cũng cũng không có thể nào mà làm được. Cho nên đó là hiện tại bây giờ chúng tôi đang làm cái quyển nhật dụng năm 2022 nha các quý vị. Cỡ tháng 10 hoặc tháng 11 là quyển nhật dụng năm 2022 nó sẽ ra nha. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào bài nha. Ngày này là ngày 1 tháng 6. Tháng 6 này là tháng 6 Thiếu. Ngày 1 tháng 6 ngày này là ngày Kỷ Mùi. Nó thuộc về là hành hỏa. Nó là trực kiên. Nó là sao nữ. Sao nữ này là sao nhị thập bát tú nha quý vị. Nó nhằm ngày thứ tư hàng tuần. Nó là ngày 10 tháng 7 dương lịch. Tức là ngày dương lịch là ngày 10 tháng 7 và ngày âm lịch là ngày 1 tháng 6 nha quý vị. Và trong cái năm 2021 này á, là số 6 là nhập trung cung nha quý vị. Là gọi là sao lục bạch nhập trung cung đó. Đó, phi tinh của tháng là số 9 và phi tinh của ngày là số 8 các vị. Số 9 là cửu tử và số 8 là bát bạch. Đó. Rồi nó có rồi các quý vị nên để ý cái chỗ là giờ khởi đầu của cái ngày 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 Kỷ Mùi này này là giờ khởi đầu của nó là giờ Giáp nên các vị giờ Giáp tức là giờ giờ khởi đầu của mình lúc nào cũng là giờ Tý thì coi thử là cái gì Tý thì ngày Kỷ Mùi là giờ khởi đầu nó giờ Giáp cho nên mình nói là giờ Giáp Tý. Ngày này thì nó kỵ người tuổi Sửu, người tuổi Tý và nó hạp người tuổi Hợi, tuổi Mão và tuổi Ngọ. Phi tinh ngày là phi tinh Bát Bạch và nó có kiết tinh là Thánh Tâm, Tứ Vượng Thiên Đế và nó có hung tinh là Thổ Phủ Thần Cách Họ Huyền Vũ Hắc Đạo. Tức là ngày này là ngày hắc đạo nha các quý vị. Nó có là Không Phòng Không Sàng Tam Tan Phủ Đầu Xét Lao Nhạc Hoang Ốc Nghiệt Kiến Tiểu Thời. Thì sau này cái quyển nhật dụng năm 2022 tôi sẽ ghi ngay cái chỗ đây là ngày ngày hoàng đạo và hắc đạo luôn để cho các quý vị dễ dễ biết luôn nha các quý vị. Đó, ví dụ như ngày này là ngày hắc đạo thì tôi sẽ ghi là ngày hắc đạo đó, còn mà ngày này là ngày hoàng đạo thì tôi sẽ ghi chỗ đây là ngày hoàng đạo để các quý vị nắm bắt cho nó dễ đó, để mình ghi cho đủ cái để mình coi đó các quý vị đó. Mà mình không cần tra bất cứ một cuốn sách nào nữa, chỉ cần một quyển lịch nhật dụng năm 2022 thì trong năm 2022 các quý vị không cần tra sách nữa. Ngày này là ngày Kỷ Mùi cho nên nó có thêm là Nghiệt Đức Hiệp Sát Cống Trùng Tan. Sát cống với Nghiệt Đức Hiệp là kiết tinh và trùng tan là hung tinh nha các quý vị. Rồi ngày này chỉ hạp này tới lưỡi phong tước sức hành nhậm chức cai quản xuất giá. Còn những việc quan trọng khác thì không nên dùng ngày này. Đây này, và cái giờ hoàng đạo của cái ngày này là giờ Dần, giờ Mão, giờ Tỵ, giờ Thân, giờ Tuất, giờ Hợi. Giờ hắc đạo là giờ Tý, giờ Sửu, giờ Thìn, giờ Ngọ, giờ Mùi, giờ Dậu. Giờ nước lớn là giờ Tý và giờ Ngọ. Rồi giờ nước dòng tức là giờ nước cạn là giờ Mão và giờ Dậu nha các quý vị. Giờ nước dòng là giờ Mão và giờ Dậu. Rồi giờ giờ sát chủ của cái tháng này là giờ Mão và giờ Ngọ. Giờ thọ tử là giờ Tý. Còn nói về số giờ thì các bạn có thể tra dưới cái bảng này nha các quý vị. Tức là giờ Tý này là giờ Giáp Tý này là từ 23 giờ cho tới 24 giờ 59 phút. Giờ Ất Sửu là từ 1 giờ cho tới 2 giờ 59 phút. Bính Dần là từ 3 giờ cho tới 4 giờ 59 phút. Giờ Đinh Mão là từ 5 giờ cho tới 6 giờ 59 phút. Giờ Mậu Thìn là từ 7 giờ cho tới 8 giờ 59 phút. Giờ Kỷ Tỵ là từ 9 giờ cho tới 10 giờ 59 phút.
giờ Canh Ngọ là từ 11 giờ cho tới 12 giờ 59 phút, giờ Tân Mùi là từ 13 giờ cho tới 14 giờ 59 phút và tất cả các giờ khác thì các quý vị nhìn vào đây các quý vị sẽ biết. Chúng ta bước qua cái ngày 2 tháng 6 năm 2021 âm lịch năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Canh Thân. Nó là thuộc hành mộc, nó là trực trừ, nó là sao hư, tức là nhị thập bát tú là sao hư. Nó là ngày 11 tháng 7 dương lịch, tức là ngày dương lịch là ngày 11 tháng 7 và ngày âm lịch là ngày 2 tháng 6. Ngày này là thứ năm hàng tuần nha các quý vị. Giờ khởi đầu của ngày này là giờ Bính, đó, cho nên gọi là Bính Tý. Ngày này thì nó kỵ người tuổi Dần, người tuổi Hợi và nó hạp cho người tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Và ngày này là phi tinh số 7 nha các quý vị, phi tinh số 7, tức là thắt xích, phi tinh thắt xích nhập chung cung. Giờ kiết tinh là Ít Hậu, Tế Hiệp, Thiên Quang, Dương Đức, Kỳ Lân, Tướng Nhạc. Hung tinh là U Quy Tinh, Dương Đức, Địa Tặc, Ngũ Quỷ, Kiếp Sát, Hỏ, Cách, Hon Vu. Và ngày này nó có thêm là Trực Tinh và Nghiệt Không, là hai cái này, hai kiết tinh nha các quý vị. Kiết tinh là tốt lắm. Rồi, Đổng Công nói rằng ngày này là đại hung, ngày này chỉ hợp cho cái việc tới lễ, tắm gọi, quét dọn, các việc khác không nên dùng. Còn riêng ý kiến của Hạnh Nhật Tấn thì ngày này được trung bình có thể tổ chức hôn nhân, nhập trạch, khai trương và động thổ, làm các việc tùy theo cái tuổi của mình. Rồi, giờ hoàng đạo của cái ngày này là giờ Tý, giờ Sửu, giờ Thìn, giờ Tỵ, giờ Mùi, giờ Tuất. Giờ nước lớn là giờ Tý và giờ Ngọ. Thì giờ nước cạn là giờ Mão và giờ Dậu nha các quý vị. Rồi giờ hắc đạo là giờ Dần, giờ Mão, giờ Ngọ, giờ Thân, giờ Dậu, giờ Hợi. Giờ sát chủ là giờ Mão, giờ thọ tử là giờ Tý. Rồi giờ nước cạn nè, giờ nước cạn là giờ nước dòng đó, là từ là giờ Mão và giờ Dậu đó các quý vị. Đó. Các quý vị muốn coi giờ Mùi là giờ nào, khi các quý vị muốn làm cái công việc nào đó mà các quý vị biết, muốn biết giờ Mùi của ngày hôm nay là giờ nào thì các quý vị tra dưới cái bảng này. Đó là giờ Quý Mùi. Nó là từ 13 giờ cho tới 14 giờ 59 phút, tức là từ 1 giờ trưa đó cho tới 2 giờ 59 phút trưa. Đó. Rồi, chúng ta bước tiếp vào cái ngày tiếp theo. Đó là ngày mùng 3 tháng 6 năm 2021 âm lịch năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Tân Dậu, nó thuộc về là hành mộc, nó là trực mãn, nó là sao nghi, nó là thứ 6 hàng tuần. Nó nhằm ngày 12 tháng 7 dương lịch. Ngày này là ngày tam nương chúng ta không dùng các quý vị, ngày tam nương chúng ta không dùng. Ngày mùng 4 tháng 6 năm 2021 âm lịch năm Tân Sửu, ngày này là ngày Nhâm Tuất, nó thuộc về hành thủy, nó là thứ 7 hàng tuần. Nó là thứ 7 hàng tuần nè. Nó nhằm ngày 13 tháng 7 dương lịch. Giờ khởi đầu của nó là giờ Canh. Rồi nó kỵ tuổi Thìn, tuổi Dậu và nó hợp tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Mão. Phi tinh ngày của nó là Ngũ Hoàng. Kiết tinh là Nguyệt Giải, Yếu An, Thanh Long. Hung tinh là Tiểu Hao, Nguyệt Hư, Băng Tiêu Ngõ Hãm, Hà Khôi. Sát chủ, ngày này là ngày sát chủ các vị, ngày này ngày sát chủ. Ngày sát chủ nè. Ngày Tuất trực bình, sát chủ âm, không nên dùng. Ngày này chỉ nên dùng cho những công việc nhỏ như là bãi nại, kiện cáo, gieo hạt, trồng cây. Còn những việc quan trọng thì không nên dùng ngày này. Tại vì trồng cây thì nó không có liên quan tới cái việc chết chóc cho người chủ, cho nên chúng ta vẫn dùng được cho cái việc trồng cây. Rồi chúng ta bước qua cái ngày tiếp theo, đó là ngày mùng 5 14/23, là ngày nghiệt kỵ các vị. Các vị bỏ, các vị không dùng nha. Rồi đến ngày tiếp theo, đó là ngày mùng 6 tháng 6 năm 2021 âm lịch năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Giáp Tý, nó thuộc về là hành kim, nó là trực chấp, nó là sao khơi, nó là thứ hai hàng tuần, nó nhằm ngày 15 tháng 7 dương lịch. Ngày này thì nó giờ khởi đầu của nó là giờ Giáp và nó hạp, nó kỵ tuổi Ngọ, tuổi Mùi. Và nó hạp người tuổi Thân, tuổi Thìn, tuổi Sửu và phi tinh của nó là phi tinh Tam Bích, phi tinh ngày là phi tinh Tam Bích. Còn kiết tinh là Giải Thằng, Thủ Nhật, Hình Sa. Hung tinh của nó là Thiên Ôn, Mộc Ma Sát, Nguyệt Hỏ, Độc Hỏ, Diệt Môn, Khô Tiêu, Cũ Không, Tài Ly, Nghiệt Hại, Thiên Hao, Quỷ Khóc, Hình Sa, Si Vu, Quy Kỵ, Thủy Cách, Hoang Vu, Địa Hỏa, Đại Thời, Thiên Cẩu Quỷ, Tiểu Hao, Thiên Ma. Rồi ngày này nó có thêm là Thiên Đức, Nghiệt Đức và Hỏa Tinh.
các vị hỏi tin thì kỵ làm bếp nha các vị. Rồi tôi sẽ giải thích nha. Tài ly thì kỵ hôn nhân, củ không thì kỵ tất cả mọi công việc nhưng mà nó rất là yếu. Thiên ôn thì kỵ động thổ, hoặc là kỵ làm bếp, là gọi là thiên ôn là dịch bệnh từ trời rơi xuống đó. Rồi mộc ma sát, mộc ma sát là kỵ hôn nhân, xây cắt. Rồi nghiệt hỏa là kỵ làm bếp, độc hỏa cũng kỵ làm bếp, diệt môn là kỵ nhận đệ tử nha các vị. Khô tiêu là kỵ trồng trọt. Rồi nghiệt hại thì kỵ mọi việc như là hôn nhân, là ngày thiên hao. Thiên hao thì kỵ kỵ ra đi buôn bán. Rồi ngày quỷ khóc là kỵ hôn nhân. Sa, si vu, vi kỵ là những cái ngày này là kỵ hôn nhân hết. Ngày thủy cách là kỵ làm đi biển, kỵ ra khơi đánh bắt. Là kỵ thủy đó các vị, đó là mình phải cách thủy, hoặc là kỵ đẩy thuyền xuống nước. Ngày hon vu là kỵ nhập trạch. Ngày địa hỏa, ngày địa hỏa là kỵ động thổ, hoặc là kỵ làm bếp. Ngày đại thời là kỵ mọi việc, đại thời nghiệt, đại thời nghiệt sát nghiệt hư á, là một nha. Rồi ngày thiên cẩu quỷ là kỵ hôn nhân. Ngày tiểu hao, ngày tiểu hao là ngày trực bình á, là kỵ kỵ khai trương mở hàng. Ngày thiên ma thì kỵ lập mái. Rồi rồi ngày ngày thiên đức, nghiệt đức, hỏa tinh, hỏa tinh là kỵ làm bếp các vị. Đổng Công nói rằng ngày này được hình sa tý là đầu của lục giáp, tức là ngày giáp tý là đầu của lục thập hoa giáp đó các quý vị. Ở tháng giêng tháng sáu gặp thiên đức nghiệt đức là sao tốt, nhưng điều không dùng được vì kim tự chết, ngũ hành vô khí. Phương bắc là phương nặng nhất, tức là ngũ hành vô khí là tại vì kim tự chết. Các quý vị biết là giáp tý với lại ất sửu là thuộc về là hải trung kim, cho nên là bị cái ngày này nó khắc chế, cho nên là kim nó tự chết đó. Cho nên khi kim chết rồi thì ngày này trở thành ngũ hành vô khí, cho nên là hướng bắc cực kỳ xấu. Hướng bắc thuộc thủy thì hướng bắc là thuộc thủy, thủy không được kim sanh đó, cho nên là thành ngũ hành vô khí, cho nên là cực kỳ xấu. Ngày này thì nên tới lễ cầu phúc, cầu tự dân sớ, ban lệnh phong tước, gặp bạn xuất hành nhậm chức, kết hôn đính hôn, xuất giá tắm gội cắt mây, xây dựng động thổ, đổ dầm sửa kho, chăn nuôi mua gia súc chôn cắt. Những công việc khác thì không nên dùng. Và khung giờ hoàng đạo là giờ tí, giờ sửu, giờ mão, giờ ngọ, giờ thân, giờ dậu. Khung giờ hắc đạo là giờ dần, giờ thìn, giờ tỵ, giờ mùi, giờ tức, giờ hợi. Khung giờ nước lớn của ngày hôm nay là giờ dần và giờ thân. Khung giờ nước cạn là giờ tí, giờ hợi. Khung giờ sát chủ là giờ mão, giờ sửu. Khung giờ thọ tử là giờ tí. Rồi còn cái bảng này là cái những cái khung giờ, những số giờ mà các quý vị cần nên biết. Đó là ví dụ như chúng ta chọn cái khung giờ mão thì chúng ta phải biết khung giờ mão là từ giờ nào đến giờ nào. Khung giờ mão đó là từ 5 giờ cho tới 6 giờ 59 phút đó. Rồi những khung giờ là nằm dưới đây, các quý vị tự xem nha. Giờ đến ngày 7 tháng 6 năm 2021 âm lịch năm Tân Sửu, ngày này là ngày Ất Sửu. Nó là hành kim, nó là trực phá các quý vị. Nó là thứ ba hàng tuần, nó nhằm ngày 16 tháng 7 dương lịch. Ngày này là ngày trực phá, chúng ta không nên dùng, chúng ta bỏ nha. Đến ngày 8 tháng 6 năm 2021 âm lịch năm Tân Sửu, nhằm ngày 17 tháng 7 dương lịch. Đó, là ngày này là ngày Bính Dần, nó thuộc về hành hỏa, nó là trực nghi. Nó là tiết tiểu thử, nó là tiết của tháng 6 nha các vị. Cái tháng 6 này á, là nó là cửu tử nhập trung cung, và cái ngày hôm nay á, nó là nhất bạch nhập trung cung. Rồi cái giờ của ngày hôm nay, đầu giờ của ngày hôm nay là giờ mậu. Kỵ tuổi là tuổi thân, tuổi tỵ, và hạp tuổi là tuổi ngọ, tuổi sửu. Hạp tuổi là tuổi ngọ, tuổi tức và tuổi hợi. Nó có cái kinh là ngũ phước, thiên bủ, cốc tướng, mẫu thương, thiên tài, ngũ phúc, hoặc diệu, phụng hoàng. Nó có hung tinh là tội trí, du họa, hoang ốc, thổ cấm, đao châm xét, phục tội, ốc ma, lôi đả, thiên cùng, đao cô xét, hoặc diệu. Và
ngày này thì nó có trực tinh thiên hậu là hai cái kiết tinh, là các vị bỏ lên trên luôn. Theo Đống Công nói rằng thì ngày này ở vào mùa hạ là ngày quỷ thần không mong, cho nên chỉ được là thứ kiết đó. Thì ngày này thì nó hạp cho các việc như là gặp bạn, kết hôn, cơ giường, dệt, ủ dụ, khai trương, ký hợp đồng, giao dịch nạp tài, mở kho, xuất hàng, trồng trọt, chăn nuôi, mua gia súc, đào mộ, bốc mộ và săn bắt bắt cá. Giờ hoàng đạo của nó là giờ Tý, giờ Sửu, giờ Thìn, giờ Tỵ, giờ Mùi, giờ Tuất. Giờ hắc đạo là giờ Dần, giờ Mão, giờ Ngọ, giờ Thân, giờ Dậu, giờ Hợi. Rồi, giờ nước lớn là giờ Dần, giờ Thân. Giờ nước cạn là giờ Tỵ, giờ Hợi. Giờ sát chủ là giờ Mão. Và giờ thọ tử là giờ Tý. Còn dưới đây là những khung giờ để chúng ta đối chiếu là bao nhiêu giờ đó các quý vị. Rồi, chúng ta bước sang cái ngày tiếp theo. Giờ chúng ta bước sang cái ngày mùng 9 tháng 6 năm 2021 âm lịch, năm Tân Sửu. Ngày này là ngày nó nhằm ngày 18 tháng 7 dương lịch. Ngày này là ngày Đinh Mão, nó thuộc giờ Hành Hỏa, nó là trực thành, nó là thứ 5 hàng tuần. Giờ khởi đầu của nó là giờ Canh. Và ngày này nó kỵ người tuổi Dậu, tuổi Thìn và nó hợp với người tuổi Hợi, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Và phi tinh của ngày này là Cửu Tử. Nó có kiết tinh là Thiên Đức, Hoàn Đạo, Hoàn An, Thiên Hỷ, Tam Hiệp, Kỉnh Tâm, Thiên Giải, Địa Tài, Mẫu Thương. Nó có hung tinh là Thiên Ngục, Thiên Hỏa, Lâm Nhật, Phi Liêm Xét, Phản Chủ, Thiên Hùng, Đao Châm Xét, Ngưu Lan, Lỗ Ban Xét, Bắc Cử. Theo Đống Công nói rằng ngày này là được Thiên Hỷ, cho nên là được cũng được thứ kiết, tức là tốt vừa, dạng khá. Ngày Mão tháng này không có kiêng việc gì kiêng kỵ. Đây là ngày đại kiết, tuy nhiên ngày này nên kỵ đầu giếng, tức là ngày này kỵ đầu giếng, còn tất cả các công việc khác đều tốt nha các vị, tại nó là trực thành đó các vị. Rồi, giờ hoàn đạo của nó là giờ Tý, giờ Dần, giờ Mão, giờ Ngọ, giờ Mùi, giờ Dậu. Giờ hắc đạo của nó là giờ Sửu, giờ Thìn, giờ Tỵ, giờ Thân, giờ Tuất, giờ Hợi. Giờ nước lớn của nó là giờ Mão, giờ Dậu. Giờ nước cạn của nó là giờ Tý, giờ Ngọ nha các vị. Rồi, giờ sát chủ của nó là giờ Mão, giờ thọ tử của nó là giờ Tý. Giờ dưới đây là các khung giờ để chúng ta đối chiếu. Giờ chúng ta bước tiếp vào cái ngày mùng 10 tháng 6 năm 2021 âm lịch, năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Mậu Thìn, nó là hành mộc, nó là trực thâu, nó là sao tắc, nó là thứ 6 hàng tuần, nó nhằm ngày 19 tháng 7 dương lịch, tức là ngày dương lịch là ngày 19 tháng 7 và ngày âm lịch là ngày mùng 10 tháng 6. Nếu nói về năm thì là phi tinh lục bạch, nếu nói về tháng là phi tinh cửu tử và nói về ngày là phi tinh bát bạch. Thì giờ khởi đầu của ngày hôm nay là giờ Nhâm. Và ngày này nó kỵ người tuổi Tuất, người tuổi Mão và nó hợp với người tuổi Thân, tuổi Tý, tuổi Dậu. Nó có kiết tinh là Thiên Mã, Phổ Hộ, Đại Hồng Sa. Thì những cái hai kiết tinh này nó cũng yếu, nhưng mà chỉ có kiết tinh này là tốt, kiết tinh lớn này các vị. Hung tinh là Thiên Cương, Địa Phá, rồi Hoang Vu, Trùng Phục, Bạch Hổ, Ngũ Hư, Tứ Thời Cô Quả, Xích Khẩu, Ly Sào. Và ngày này ngày hắc đạo nha các quý vị, mà nó lại là ngày trực thâu, cho nên nó cũng là rất là xấu. Ngày này thì trực thâu là ngày sát chủ dương, ngày này nó thuộc về sát chủ dương các quý vị. Các quý vị ghi vào đây là sát chủ dương. Đó, ngày này là sát chủ dương nha các quý vị, cho nên không dùng ngày này. Rồi chúng ta bước tiếp vào cái ngày 11 tháng 6 âm lịch năm 2021, năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Kỷ Tỵ, nó thuộc về là hành mộc, nó là trực khai, nó là thứ 7 hàng tuần, nó nhằm ngày 20 tháng 7 dương lịch. Ngày này thì nó là thất xích nhập trung cung. Giờ khởi đầu của ngày này là giờ Giáp. Đó, ngày này thì nó kỵ người tuổi Hợi, người tuổi Dần và nó hợp người tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Nó có kiết tinh là Ngọc Đường, Hình Đạo, Phước Hậu, Thiên Thành, Phước Sanh, Dịch Mã, U Quy Tinh, Sanh Khí, Đại Hồng Sa, Vượng Nhật. Ngày này nó có hung tinh là Thiên Tặc, Địa Hỏa, Lâm Cách, Nguyệt Ểm, Đại Họa. Ngày Kỷ này nó có Thiên Đức, Nguyệt Đức, Nhân Triên là kiết tinh. Còn bắt đầu từ Ly Sào và Trùng Ten là hung tinh. Hung tinh chúng ta bỏ lên hung tinh.
Cái đây là do tôi mượn người tôi đánh à, cho nên nó đánh nhiều cái thì nó không có theo như cái ý của mình được. Rồi. Trước còn mà tôi đánh là nó không có thời gian đâu. À, chỉ là mượn người đánh không. Rồi. Xong, bây giờ qua kết luận. Nếu gấp cũng có thể dùng được ngày này vì sát chủ âm là sát chủ chính, còn sát chủ dương là sát chủ phụ. Còn ngày sát chủ mùa chỉ có trong sách thông thư mới có, và tất cả các sách khác không có cái ngày sát chủ mùa nha các vị, chỉ có trong sách thông thư mới có, cho nên ngày này cũng không rõ ràng mấy, cho nên tạm dùng được, lúc gấp vẫn được nhé. Năm tốt không bằng mùa tốt không bằng tháng tốt, tháng tốt không bằng ngày tốt không bằng giờ tốt không bằng hướng tốt, và hướng tốt cũng không bằng tuổi tốt. Cho nên tất cả các vị nên chú ý về cái tuổi của mình để chúng ta dùng cái ngày nào cho nó phù hợp nha các quý vị. Và theo Đổng Công nói thì ngày này có thiên thành, thiên tạc, phước sanh. Ngày tỵ là bất lợi, phạm nghiệt ểm, giắc hung. Nghiệt ểm thì nó cũng không có hung gì mấy đâu các quý vị. Các quý vị ngày này nó cũng tốt lắm, không không nên bỏ nó uổng các quý vị. Ngày này nó rất là tốt nha. Do Đổng Công khắc khe quá cho nên là Đổng Công bỏ luôn cái ngày này. Nhưng mà Đổng Công giải thích là ngày này có nghiệt ểm cho nên rất là hung. Nhưng mà tôi kia nói là nghiệt ểm thì nó cũng không có hung mấy các quý vị. Rồi. Thì theo trong sách thì ngày này chỉ hợp cho cái việc tế lễ nhập trạch. Đó. Còn các công việc khác là đại hung. Còn theo như tôi thì nó rất là tốt cho các công việc nha. Đó. Thì cái chỗ này là người ta dựa vào cái sách của tôi người ta đánh, tức là dựa vào Đổng Công người ta đánh, chưa chưa có cái ý kiến của tôi trong cái trang này. Hả? Rồi sau này mà sách nhật dụng mà ra đời tôi sẽ cho ý kiến của tôi nhiều hơn để các quý vị nắm bài dễ hơn các quý vị. Giờ hoàng đạo của ngày này là thìn, sửu, ngọ, mùi, tức hợi. Giờ hắc đạo là tý, dần, mão, tỵ, thân, dậu. Giờ nước lớn là thìn tuất, giờ nước cạn là tý ngọ, giờ sát chủ là giờ mão, giờ thọ tử là giờ tý, giờ thiên cấu hợi thuật là giờ thìn. Còn tất cả các vị muốn tra khung giờ thì nó có cái bảng dưới đây. Đó. Rồi. Chúng ta bước qua cái ngày 12 tháng 6 năm 2021 âm lịch năm Tân Sửu. Ngày này là ngày 21 tháng 7 dương, tức là tháng 7 dương lịch. Ngày này là ngày canh ngọ, nó thuộc về hành thổ, nó là trực bới, nó là sao xâm, nó là chủ nhật hàng tuần. Đó, giờ khởi đầu của nó là giờ bính và nó kỵ người tuổi tý, tuổi sửu và nó hợp với người tuổi dần, tuổi tuất và tuổi mùi. Nó có kiết tinh là thiên hỷ, lục hiệp, minh tinh, kiết khánh, quan nhạc, có hung tinh là lục hiệp, sát sư, thiên lại, thọ tử, thổ kỵ, phá bại, vãn phong, huyết tri, trí tử, thiên hỏa. Ngày này là nó phạm vãn vong các vị, phạm vãn vong. Theo Đổng Công nói rằng vãn vong canh ngọ chỉ được tiểu tán, các việc khác chẳng nên dùng. À, mậu ngọ thì bị trùng tan không liên quan tới ngày này các quý vị, bởi vì ngày này nó bị phạm quán vong cho nên á, là nó chỉ thích hợp cho cái việc tạo tạo tán tiểu tán rồi thôi. Tức là nó chỉ thích hợp cho việc là lấp đường này, lấp mộ, đào huyệt, chôn cất thôi, còn tất cả các công việc khác đều là hung nha các quý vị. Giờ giờ tốt của ngày hôm nay là giờ hoàng đạo, là giờ tý, giờ sửu, giờ mão, giờ ngọ, giờ thân, giờ dậu. Giờ hắc đạo là giờ dần, giờ thìn, giờ tỵ, giờ mùi, giờ tức, giờ hợi. Giờ nước lớn là giờ thìn, giờ tức. Giờ nước cạn là giờ tý, giờ mùi. Giờ sát chủ là giờ mão, giờ thọ tử là giờ tý các vị. Còn bảng dưới đây là tra khung giờ. Đó. Giờ đến ngày 13 tháng 6 năm 2021 âm lịch năm Tân Sửu. Ngày này là ngày tam nương các vị, đó, nó nhằm ngày 22 tháng 7 đó, nhưng mà ngày 13 âm lịch này là ngày tam nương này. Các vị bỏ luôn không dùng nha. Đến ngày 14 là ngày nguyệt kỵ đó, ngày 14 tháng 6 năm 2021 âm lịch năm Tân Sửu nhằm ngày 23 tháng tháng 7, ngày này là ngày nguyệt kỵ, chúng ta bỏ luôn. Đến ngày 15 tháng 6 năm 2021 âm lịch năm Tân Sửu, ngày này nó là ngày quý dậu, nó thuộc về là thứ tư hàng tuần, nó nhằm mà nó là hành kim, nó là trực mãn, nó là sao lâu. Nó nhằm ngày 24 tháng 7 dương lịch. Ngày này thì nó là đại thử, nó vẫn còn tiết của cái tháng tháng 6 các vị.
giờ khởi đầu của nó là giờ Nhâm, và nó kỵ tuổi Mão, tuổi Tuất, và nó hợp với người tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Giờ chúng ta bước tiếp vào cái ngày 16 tháng 6 năm 2021 âm lịch năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Giáp Tuất, nó thuộc về gì là hành hỏa, nó là trực bình, nó là sao tinh, nó là thứ năm hàng tuần, nó nhằm ngày 25 tháng 7 dương lịch. Đó. Thì giờ khởi đầu của nó là giờ Giáp, và ngày hôm nay nó kỵ tuổi Thìn, tuổi Dậu, và nó hợp với người tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Mão. Ngày này trực bình là ngày sát chủ âm, chúng ta không nên dùng. Đó, nó có hung tinh này, hung tinh trong này có sát chủ này các vị, sát chủ này. Đó, sao chắc sát chủ này chúng ta không nên dùng. Và chúng ta bỏ luôn. Giờ chúng ta bước tiếp vào cái ngày 17 tháng 6 năm 2021 âm lịch năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Ất Hợi, nó thuộc về hành hỏa, nó là trực định, nó là sao trương, nó là thứ 6 hàng tuần, nó nhằm ngày 26 tháng 7 dương lịch. Ngày này thì khởi giờ đầu giờ là giờ Bính, và nó kỵ người tuổi Tỵ, tuổi Thân, và nó hợp người tuổi Mão, tuổi Mùi và người tuổi Dần. Nó có kiết tinh là Minh Đường, Hoàng Đạo, Lục Nghi, Tam Hiệp, Mãn Phúc Tinh, Nghiệt Tài, Âm Đức, Minh Đức, Minh Tinh. Nó có hung tinh là phản chủ, tử khí quen phù, tức là ngày này ngày trực định thì lúc nào cũng có tử khí quen phù tam hiệp hết đó các bạn. Đó, giờ là cũng có đại hao nữa. Giờ nhân cách lôi công, tu la, xét mẫu, nghiệt đối, thiên la, địa giống. Rồi, ngày này nó có là có thêm là trực tinh quang xương thái dương. Đó, chúng ta bỏ lên trên. Và cái này là ngũ hành vũ khí là tứ phới, ngày tứ phới bỏ lên đây. Ở này bỏ đi. Theo Đổng Công nói rằng ngày Ất Hợi có sao quang xương trực nhật, nên xuất hành nhập trạch hung nhân, nhập học tu tạo động thổ, thăng quan gặp quý nhân, là đón tài lộc là đại kiết các quý vị. Rồi nó tốt cho cái ngày này, nó tốt cho cái việc là gặp bạn này, kết hôn, đính hôn thêm người, cắt may xây dựng động thổ, đổ rầm, sửa kho, dệt ủ dụ, ký hợp đồng giao dịch nạp tài, mua xe, đặt gói xây, trồng trọt và chăn nuôi. Đa phần là rất là nhiều việc tốt các quý vị. Giờ hoàng đạo của ngày này là giờ Sửu, giờ Thìn, giờ Ngọ, giờ Mùi, giờ Tuất, giờ Hợi. Giờ hắc đạo là giờ Tý, giờ Dần, giờ Mão, giờ Tỵ, giờ Thân, giờ Dậu. Giờ nước lớn là giờ Ngọ, giờ Tý, giờ nước cạn là giờ Mão, giờ Dậu. Giờ sát chủ là giờ Mão, giờ thọ tử là giờ Tý. Còn bản đây là tra khung giờ các quý vị. Giờ chúng ta bước đến qua cái ngày 18 tháng 6 năm 2021 âm lịch năm Tân Sửu. Ngày này nó là ngày Bính Tý, nó là hành thủy, nó là trực chấp, nó là thứ 7 hàng tuần, nó là thứ 7 hàng tuần, nó nhằm ngày 27 tháng 7 dương lịch. Ngày này thì đầu giờ của ngày này là giờ Mậu. Ngày này thì nó kỵ tuổi Ngọ, tuổi Mùi, và nó hợp cho người tuổi Thân, tuổi Thìn, tuổi Sửu. Nó có kiết tinh là giải thần, thủ nhật, hình sa, tức là nó rất là ít kiết tinh. Mà nó có hung tinh là thiên ôn, mộc ma xét, nghiệt hỏa, độc hỏa, diệt môn, khô tiêu, củ không, tài ly, nghiệt hại, thiên hao, quỷ khóc, hình sa, si vu, quy kỵ, thủy cách, hoang vu, địa hỏa, đại thời, thiên cẩu quỷ, tiểu hao, thiên ma. Wow, rất là nhiều hung tinh các vị. Ngày này nó có thêm hai kiết tinh, đó là thiên hậu và thiên quý. Bỏ lên. Theo Đổng Công nói rằng ngày này được hình sa lợi vời khởi tạo động thổ, làm kho, nhập trạch, di dời chỗ ở, khai trương và xuất hành. Ngày này kiết tinh thì ít mà hung tinh thì nhiều, nên không dùng ngày này thì hơn, thì quẩn hơn các quý vị. Còn cho theo Đổng Công thì nó là ngày tốt về cái việc động thổ, làm kho, nhập trạch, di dời chỗ ở, khai trương xuất hành, thì chúng ta vẫn dùng được những cái công việc mà Đổng Công nói trên nha các quý vị, dùng vẫn được các quý vị. Rồi, ngày này, giờ hoàng đạo của ngày này là giờ Tý, giờ Sửu, giờ Mão, giờ Ngọ, giờ Thân, giờ Dậu. Giờ hắc đạo là giờ Dần, giờ Thìn, giờ Tỵ, giờ Mùi, giờ Tuất, giờ Hợi. Rồi giờ nước lớn là giờ Ngọ, giờ Tý, giờ nước cạn là giờ Mão, giờ Dậu, giờ thọ tử là giờ Tý, và giờ sát chủ là giờ Mão. Rồi, còn chúng ta tra khung giờ là nằm ở dưới đây. Giờ chúng ta bước tiếp vào cái ngày 19 tháng 6 năm 2021 âm lịch, nhằm ngày 28 tháng 7 năm 2021 dương lịch. Ngày này là ngày trực phá các vị, chúng ta bỏ, chúng ta không nên dùng. Đến ngày 20 tháng 6 năm 2021 âm lịch năm Tân Sửu.
Ngày này là ngày Mậu Dần, nó là hành thổ, nó là trực nghi, nó là thứ hai hàng tuần, nó nhằm ngày 29 tháng 7 dương lịch. Ngày này thì nó là khởi giờ đầu ngày là giờ nhâm, và nó kỵ người tuổi Thân, tuổi Tỵ, và nó hợp với người tuổi Ngọ, tuổi Tức, tuổi Hợi. Giờ nó có kiết tinh là Ngũ Phước, Thiên Bủ, Cốc Tướng, Mẫu Thương, Thiên Tài, Ngũ Phúc, Hoặc Diệu, Phụng Hoàng. Nó có hung tinh là Tội Trí, Du Họ, Hoan Ốc, Thổ Cấm, Đao Châm Xét, Phục Tội, Ốc Ma, Lôi Đả, Thiên Cùng, Đao Cô Xét, Hoặc Diệu. Ngày này thì nó có thêm là Nhân Triên, nhân Dân Hiệp, đó là kiết tinh, chúng ta bỏ lên kiết tinh. Còn này là trùng phục, là hung tinh, chúng ta bỏ vào hung tinh. Thì nó có trùng phục là kỵ nói về tang chế, việc mai táng. Theo Đổng Công nói rằng ngày này vào mùa hạ thì sẽ có quỷ thần không vong, nhưng cho nên nó chỉ là ngày thứ kiết chứ không được ngày đại kiết. Rồi các công việc chúng ta nên làm vào cái ngày này là phong tước, gặp bạn, sức hành, thân quen, cai quản, hôn nhân, đính hôn, di dời, cơi giường, cắt mây, xây dựng, động thổ, đổ dầm, sửa kho, dệt, ủ dụ, khai trương, ký hợp đồng, giao dịch, nạp tài, mở kho, sức hàng, trồng trọt, chăn nuôi, mua gia súc, đào mộ, chôn mộ, bốc mộ. Rồi chôn cắt, tới lễ, cầu phúc, cầu tự, giải trừ, chữa bệnh. Đó, là tất cả các công việc này là nên làm này, còn các công việc khác là không nên làm. Giờ hoàng đạo của ngày này là giờ Tý, giờ Sửu, giờ Thìn, giờ Tỵ, giờ Mùi, giờ Tuất. Giờ hắc đạo của ngày hôm nay là giờ Dần, giờ Mão, giờ Ngọ, giờ Thân, giờ Dậu, giờ Hợi. Giờ nước lớn là giờ Sửu, giờ Mùi. Giờ nước cạn là giờ Thìn, giờ Tuất. Giờ sát chủ là giờ Mão, và giờ thọ tử là giờ Tý các vị. Đó. Còn bản như đây là bản để chúng ta tra khung giờ. Đó. Giờ chúng ta bước qua cái ngày 21 tháng 6 năm 2021 âm lịch năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Kỷ Mão, nó là thuộc về hành thổ, nó là trực thành, nó là thứ ba hàng tuần, nó nhằm ngày 30 tháng 7 dương lịch. Ngày này thì nó khởi đầu là giờ Giáp, và nó kỵ người tuổi Dậu và người tuổi Thìn, tại vì nó là ngày Mão các quý vị. Giờ nó hợp với tuổi Hợi, tuổi Mùi, tuổi Tức. Kiết tinh là Thiên Đức Hoàng Đạo, tức là ngày này ngày Hoàng Đạo các vị. Hoàng An Thiên Hỷ, Tam Hiệp Kỉnh Tâm, Thiên Giải, Địa Tài Mẫu Thương. Nó có hung tinh là Thiên Ngục, Thiên Hỏ, Lâm Nhặt, Phi Liêm Xét, Phản Chủ, Thiên Hùng, Đao Châm Xét, Ngu Lan, Lỗ Ban Xét, Bắc Cử. Đó. Và nó có thêm là kiết tinh là Nhân Dân Hiệp, Nghiệt Đức Hiệp. Rồi nó có một hung tinh nữa, đó là Trùng Tan. Đó. Theo Đổng Công nói rằng ngày Kỷ Mão được thiên hỷ, cho nên là ngày thứ kiết. Ngày Mão tháng này không có việc gì kiên kỵ, đây là ngày đại kiết. Tuy nhiên ngày này kiên kỵ đầu giếng, tức là ngày này chỉ kiên kỵ đầu giếng thôi, tất cả các công việc khác không kỵ nha các vị. Tại vì nó có quá là nhiều kiết tinh lớn á. Giờ hoàng đạo là giờ Tý, giờ Dần, giờ Mão, giờ Ngọ, giờ Mùi, giờ Dậu. Giờ hắc đạo là giờ Sửu, giờ Thìn, giờ Tỵ, giờ Thân, giờ Tức, giờ Hợi. Giờ nước lớn là giờ Thân, giờ Dần. Giờ nước cạn là giờ Tỵ, giờ Hợi. Giờ sát chủ là giờ Mão. Giờ thọ tử là giờ Tý các quý vị. Ta bước tiếp vào cái ngày 22 tháng 6 năm 2021 âm lịch năm Tân Sửu. Ngày 22 là ngày Tam Nương, cho nên chúng ta bỏ, chúng ta không nên dùng nha các quý vị. Ngày giờ đến ngày 23 là ngày Nghiệt Kỵ, chúng ta cũng bỏ, chúng ta không nên dùng luôn. Ngày mùng 5, 14, 23 đó các quý vị. Rồi chúng ta bước qua cái ngày 24 tháng 6 năm 2021 âm lịch năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Nhâm Ngọ, nó là ngày thọ tử các vị. Giờ chúng ta bước qua cái ngày 25 tháng 6 năm 2021 âm lịch năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Quý Mùi, nó là hành mộc, nó là trực kiên, nó là thứ bảy hàng tuần, nó nhằm ngày 3 tháng 8 dương lịch nha các vị, ngày 3 tháng 8 dương lịch. Đầu giờ hôm nay là giờ nhâm, và nó kỵ người tuổi Sửu, người tuổi Tý, và nó hợp người tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Và phi tinh ngày của nó là nhị hắc nhập trung cung. Nó có kiết tinh là Thánh Tâm, Tứ Vượng, Thiên Đới. Nó có hung tinh là Thổ Phủ, Thần Cách, Hiền Vũ, Hắc Đạo, Không Phòng, Không Sàn, Tam Tan, Phủ Đầu Xét, Lao Nhạc, Hoang Ốc, Nghiệt Kiến, Tiểu Thời. Đó.
Rồi, ngày này thì nó có thêm là Bắc Tương, Xét Cống. Rồi Hồng Đơi Chu Tước. Ngày này là ngày Hồng Đơi Chu Tước. Hồng Đơi Chu Tước, bỏ lên này, Hồng Đơi Chu Tước. Ngày này chỉ hợp cho cái việc tới lễ phong tước xuất hành nhập nhậm chức cai quản xuất giá, các việc còn lại là đại hung là đại kỵ. Rồi giờ Hoàng đạo là giờ Dần, giờ Mão, giờ Tỵ, giờ Thân, giờ Tức, giờ Hợi. Giờ Hắc đạo là giờ Tý, giờ Sửu, giờ Thìn, giờ Ngọ, giờ Mùi, giờ Dậu. Giờ nước lớn là giờ Mão, giờ Dậu. Giờ nước cạn là giờ Tý, giờ Ngọ. Giờ sát chủ là giờ Mão và giờ Thọ Tử là giờ Tý. Còn đây là khung giờ, cái bảng tra khung giờ các vị. Đến ngày 26 tháng 6 năm 2021 âm lịch năm Tân Sửu, ngày này là ngày Giáp Thăng, nó là hành thủy, nó là trực trừ, nó là chủ nhật hàng tuần, nó nhằm ngày 4 tháng 8 dương lịch. Nó là ngày 4 tháng 8 dương lịch nha các quý vị. Đầu giờ của ngày hôm nay là giờ Giáp và nó kỵ tuổi Dần, tuổi Hợi và nó hạp tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Nó có kiết tinh là Ích Hậu, Lục Tục Thới, Thiên Quan, Dương Đức, Kỳ Lân, Tướng Nhật. Nó có hung tinh là U Quy Tinh, Địa Tặc, Ngũ Quỷ, Kiếp Sát, Hỏ Cách, Hoang Vu. Đó. Rồi nó có thêm kiết tinh là Bắc Tương, Thiên Đức, Nghiệt Đức, Trực Tinh. Ngày này là ngày ngày đại kiết. Bỏ lên. Theo quyển Kim Ôn Ký thì ngày này là ngày đại kiết nha các vị. Theo Đổng Công thì ngày Giáp Thăng có Thiên Đức, Nghiệt Đức, có và có các sao tinh. Có sắc các sao tinh cùng chiếu các vị, cùng chiếu. Tức là nó có nhiều kiết tinh cùng chiếu á, nên lợi cho việc là dựng cột, khởi tạo, an táng, động thổ, khai sơn, phá cỏ, xuất hành, khai trương, mọi việc đều kiết, tức là điều tốt. Còn nếu nói về hiệp kỷ Biện Thiên Thư thì ngày hôm nay là tốt cho mọi việc. Chỉ kỵ là xuất hành, cơ giường, chữa bệnh, chữa kho, mở kho, xuất hàng, săn bắt bắt cá và các công việc khác là đại kiết. Chỉ kỵ những công việc ghi ở trên đây thôi. Còn tất cả các công việc như ở trên đây thì là kiết rồi. Rồi thêm nữa là tất cả các công việc khác đều là đại kiết. Như gì? Thì ở trên đây là phần của quyển sách Đổng Công và ở dưới đây là phần của hiệp kỷ Biện Thiên Thư. Bình luận cho nên là hai cái bình luận nó sẽ nằm chung một khung các quý vị. Rồi giờ Hoàng đạo là giờ Tý, giờ Sửu, giờ Thìn, giờ Tỵ, giờ Mùi, giờ Tuất. Giờ Hắc đạo là giờ Dần, giờ Mão, giờ Ngọ, giờ Thân, giờ Dậu, giờ Hợi. Giờ nước lớn là giờ Tuất, giờ Thìn. Giờ nước cạn là giờ Sửu, giờ Mùi, giờ sát chủ là giờ Mão, giờ Thọ Tử là giờ Tý. Và đây là bảng tra khung giờ. Giờ chúng ta bước đến cái ngày 27 tháng 6 năm 2021 âm lịch năm Tân Sửu. Ngày này nó là ngày mùng 5 tháng 8 dương lịch. Ngày này là ngày Tam Nương các vị. Ngày này ngày Tam Nương. Rồi ngày này là Lôi Đình Sát Chủ nữa các vị. Ngày này ghi vào là ngày Tam Nương nha các vị. Ngày này là ngày Tam Nương cho nên chúng ta không nên dùng, chúng ta bỏ các vị. Và chúng ta bước tiếp qua cái ngày 28 tháng 6 âm lịch năm 2021, năm Tân Sửu. Ngày này nó nhằm ngày 6 tháng 8 các vị, nó nhằm ngày 6 tháng 8. Còn ngày 27 là ngày Tam Nương chúng ta không dùng nha. Rồi, từ ngày này thì mình đọc ở dưới đây là ngày nó là có sát chủ âm. Nè, sát chủ âm đâu, sát chủ này. Đó, ngày sát chủ âm này. Cho nên không dùng ngày này nha các vị, dùng ngày này là ngày đại hung, chúng ta bỏ nha. Giờ chúng ta bước qua cái ngày 29 tháng 6 năm 2021 âm lịch năm Tân Sửu. Thì là nó là ngày Đinh Hợi, nó là hành thổ, nó là trực bình, nó là sao nữ, nó nhằm ngày 7 tháng 8 dương lịch. Đó. Và giờ khởi đầu của nó là giờ Canh. Đó, giờ Canh. Rồi nó kỵ người tuổi Tỵ, tuổi Thân và nó hợp với người tuổi Mão, tuổi Mùi, tuổi Dần. Và nó có kiết tinh là Thiên Y, Phước Hậu, nó có hung tinh là Hiết Tri, Tội Trí, Chu Tước Hắc Đạo, tức là ngày này là ngày Hắc Đạo, nó có Du Họ, Sơn Cách. Đó là tức là không được lên núi. Rồi
ngày này Lão Công nói là ngày thứ kiết là dùng được, là tốt. Và các công việc nên làm cho ngày hôm nay là tới lễ ban lệnh sắc phong văn sớ phong tước vị, gặp bạn bè người thân, xuất hành thăng quan nhậm chức cai quản chính sự, kết hôn đính hôn, di dời tắm gội, cắt mây đổ dầm. Đổ dầm tức là đổ trụ đó các quý vị. Chăn nuôi mua gia súc đó. Các công việc khác không nên dùng ngày này. Chú thích này, ngày này rất kỵ cho việc bắt cá hạ thủy. Giờ tốt của ngày hôm nay là giờ Sửu, giờ Thìn, giờ Ngọ, giờ Mùi, giờ Túc, giờ Hợi. Cái giờ Hắc đạo là giờ Tý, giờ Dần, giờ Mão, giờ Tỵ, giờ Thân, giờ Dậu. Giờ nước lớn là giờ Tỵ, giờ Hợi, giờ nước cạn là giờ Dần, giờ Thân, giờ Sát chủ là giờ Mão, giờ Thọ tử là giờ Tý. Đó, ở dưới đây là những khung giờ chúng ta cần nên tra. Tức là nếu mà chúng ta muốn biết là cái giờ Ngọ của ngày hôm nay là từ ngày mấy, từ mấy giờ đến mấy giờ, đó là chúng ta sẽ tìm ngay chỗ khúc này là giờ Bính Ngọ này, từ 11 giờ tới 12 giờ 59 phút này. Đó. Rồi, video đến đây coi như là đã quá dài. Hạnh Nhật Tấn xin được khép video tại đây nha.